Chào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đi làm lại cái cung đường lối đường bao biển giữa Hạ Long sang Cẩm Phả. Vì cái lần trước mình cũng đã làm một cái video về cái cung đường này rồi. Vì cứ mỗi một giai đoạn thì mình lại cập nhật một lần để mình xem cái tiến độ, mức độ như thế nào. Xem để cho các bạn cùng được cùng với mình để thưởng thức lại cái con đường này. Vì đây là một cái con đường rất là chiến lược, con đường rất là quan trọng. Lối hai thành phố với nhau vì những cái trục đường chính là rất là đông xe rồi, cho nên là tỉnh Quảng Ninh mở thêm những cái con đường bao biển. Thứ nhất là về cảnh quan của các thành phố nó đẹp lên, thứ hai nữa là để cho cái lưu lượng của xe được giảm bớt đi ở trong những cái trục đường chính ấy. Mình đây là mình đang đi vào cái khu đường lối từ bên phường Hà Phong ở bên Hòn Gai đây, để cho các bạn bên Hạ Long đây, để cho các bạn xem ở đầu đằng này trước. Khu này là mới đổ đất nền đấy các bạn ạ, chứ chưa có làm, chưa hoàn thiện được một chút nào hết, chỉ có mấy cái nền đường thôi. Ở những cái cung đường này là đi vào hiện tại bây giờ cũng rất là khó. Các bạn thấy đây, cái nền đường đây là người ta mới đổ cấp phối bình thường thôi, đang đổ được một lớp. Là bây giờ nước biển đây là vẫn còn đang ngấp nghé với mặt đường này các bạn này. Cái con đường này cũng rất là chiến lược vì nó là cái con đường thông nối hai thành phố. Con đường này nó đẹp ở cái chỗ là nó là đường bao biển, nó chảy qua biển. Các bạn nhìn thấy hai bên là vẫn còn biển đảo, ở đây là đảo rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay sang cái cửa hầm, mình cố gắng mình vào cửa hầm vì nhiều chỗ người ta không cho vào. Mình sẽ cố gắng mình vào cửa hầm thứ hai để mình quay cho các bạn xem nhé. Mình sẽ bắt tiếp tục từ đây là mình đưa các bạn xuống đến cái phía đường Quang Hanh là bên thành phố Cẩm Phả. Là mình sẽ đưa các bạn đến cái cửa hầm ở bên bên đầu Cẩm Phả mà ngược về bên Hạ Long ấy. Mình sẽ quay hai cái cửa hầm cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem cái tiến độ thi công ở đây đến mức như thế nào rồi. Ở trên cái trục đường mình đang đi đây là cái khu này cảnh quan cũng rất là đẹp. Có thể nhiều bạn chưa biết ở đây có những cái suối nước khoáng nóng tuyệt vời đấy các bạn. Để cho chúng ta thư giãn, chúng ta đến đây chúng ta tắm và chúng ta ngâm mình ở cái suối nước nóng ở khu vực này. Cho nên là ở Hạ Long này cũng có rất là nhiều cái là cũng khá là sắc suất đấy, cũng là rất là đẹp ấy. Khu vực mình đang đi đây là Quang Hanh đấy các bạn. Đây bắt đầu mình trở vào đến cái cung đường chính. Cái vấn đề chính mình muốn đi làm clip hôm nay đây là từ đây là mình đang đi ngược từ phía đường Cẩm Phả vào cái cửa hầm để lối sang bên phía Hạ Long đây các bạn. Hôm nay vào đây là cũng rất là khó khăn. Nói chung là các công trường, các trang thiết bị máy móc rồi mọi cái người ta đang thi công rất là vướng víu. Nhưng mà vì mình đi làm cái clip này cho nên là mình cũng cố gắng mình len lỏi vào trong, cũng phải xin phép từ anh bảo vệ cho đến tất cả mọi người để mình vào trong mình được quay sát cận cảnh để cho các bạn được xem cái tiến độ thi công của cái cung đường hầm này. Các bạn nhìn thấy trên đường ấy, còn đất đá rồi cung đường đang mở đang phá cũng chưa đâu vào đâu cả, cũng rất là khó vào. Vào đến trong này là cũng khá sâu vì thường thường ra thì là chỉ được phép ở bên ngoài thôi. Hôm nay là mình cũng xin phép để mình được vào tận trong vì mấy lần trước mình cũng muốn vào lắm nhưng mà có một cái barrier ngay từ ngoài không cho vào đâu. Hôm nay là mình cố gắng mình vào sát đến cửa hầm với các bạn. Hiện tại thì cái hầm này đã thông rồi, thông từ bên Hạ Long và bên Cẩm Phả đã thông với nhau. Đã có một cái lễ khánh thành về thông rồi. Về tổng cái chiều dài của cái đường hầm này là mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là dài 235m với hai cái đường ống các bạn ạ. Một đường thì là đi ngược từ Cẩm Phả sang Hòn Gai, một đường thì đi ngược từ Hòn Gai sang từ Hạ Long sang Cẩm Phả.
mỗi một cái trục đường, mỗi một chiều đường là sẽ có 3 làn đường để cho xe chạy. Nó cũng rất là rộng rãi các bạn. Hiện tại bây giờ thì những đường hồng thì đường hầm đã thông, thì bây giờ là bên thi công là người ta đang gia cố lại toàn bộ cái đường lóc hầm rồi xung quanh, lắp từ đường điện rồi gia cố để cho nó chắc chắn lại, để đến quyết định là đến, theo mình được biết là đến tháng 12 năm 2021 này là thông đường, thông tuyến toàn bộ là sẽ đi vào hoạt động đấy các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến sát các cửa hầm nhé. Chỗ này là một cái cửa hầm thông sang bên khu quân đội. Mình vào đây mình định quay một chút, nhưng mà đây có biển cấm vì bên quân đội không được phép quay phim chụp ảnh, mình lại phải quay ra đấy các bạn. Mình lại đi vào cái hầm chính đây. Ở cái chỗ này các bạn nhìn quang cảnh rất là đẹp, đến khi mà xong ấy thì các bạn mà đi qua đây các bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng, tí nữa là rất là đẹp luôn, kể cả là quang cảnh luôn đấy các bạn. Từ rừng núi rồi đảo rồi biển rồi tất cả mọi quang cảnh rất là đẹp. Bạn thấy đây, mình đi vào đến tận cửa hầm đây các bạn ơi, nhưng mà bên trong này người ta đang thi công, người ta không cho mình vào bên trong, mình đứng bên ngoài. Đây là con đường bao biển lối Hạ Long Cẩm Phả rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đây là một trong những cái hầm để xuyên lối từ bên Cẩm Phả sang bên Hạ Long đây. Mình thì không được vào bên trong, mình chỉ đứng được bên ngoài thôi. Mình cũng muốn giới thiệu với các bạn để mà lối hai thành phố với nhau giữa Hạ Long với Cẩm Phả mà thật đẹp ấy, thì những cái con đường như này sau này tạo lên một cái cảnh quan là tuyệt vời đấy các bạn. Hôm nay mình đi làm lại. Cái này mình là vào đến sát cửa hầm, nhưng mà nói chung là mình không vào được trong vì thứ nhất là bùn đất, thứ hai nữa là xe máy đang đào bên trong thì mình không thể vào được, mình chỉ đứng được bên ngoài này. Đây là toàn bộ quang cảnh khu vực công trường ở đây đây các bạn. Đây, bây giờ mình đi sang cái cửa hầm phía từ bên Cẩm Phả sang Hạ Long. Còn cái cửa mà mình vừa giới thiệu đấy là từ bên Hạ Long sang bên Cẩm Phả, lối hai thành phố với nhau đấy các bạn. Để các bạn ơi, mình cũng quay này cho các bạn cũng được xem. Vì hôm nay là mình cũng được vào đứng sát, nên là nhưng mà mình cũng muốn vào trong lắm. Cũng như nãy mình nói đấy, mình rất là muốn vào bên trong để mình quay trực tiếp, nhưng mà bên trong đang thi công rất là nhiều, mình chỉ đứng từ ngoài, mình đi được máy vào một chút thôi chứ không được vào, vì đang thi công thì tới với mức độ an toàn nguy hiểm mình cũng không được vào đâu. Hôm nay cái chỗ vị trí mình đứng như này là trên vách núi bên trên ấy, là cũng đang khoan đá, thì nói chung là cũng rất là nguy hiểm, mình cũng chỉ ở ngoài chứ không được vào. Nên các bạn cũng thấy cái tiến độ thi công cũng rất là nhanh, tính ra cũng chỉ hơn 4 tháng thôi. Chỗ này là tổng quan, là chúng ta nhìn từ trên xuống một chút đấy các bạn. Cái quang cảnh về tổng là đấy, như cũng mình nói đấy, là dài 235 m, cũng rất là đẹp. Sau này chúng ta mà đi từ Hạ Long sang hay đi từ Cẩm Phả về, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng rất là đẹp cảnh núi non rồi cảnh đảo, cảnh biển. Mình cũng làm những cái video như thế này, mình cũng muốn tiếp cận từng thời điểm một để chúng ta cùng biết cái tiến độ. Ở cái cung đường này là mình cũng đang dẫn các bạn đi đây, là cái bắt đầu lối từ cửa hầm để đi ra phía đường Cẩm Phả. Cái video trước là mình cũng làm rồi, mình cũng quay, nhưng mà lúc đấy thì nhiều nền đường là bằng đất chứ chưa được giải nhựa đâu. Và cái nữa là ở giữa ranh giới của hai làn đường ấy, cái giải phân cách ấy là hoàn toàn chưa có cây trồng đâu, cây hoa cây cảnh ấy. Đây là hôm nay mình đi lại để mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một chút, là ở giữa người ta đã bắt đầu người ta trồng cây rồi. Nền đường là nhiều chỗ đợt trước là chưa giải nhựa đâu, đợt này đã giải rồi, cũng đã khá hòm hòm được một chút rồi các bạn.
Đấy, đi trên cái tuyến đường như này, các bạn nhìn theo cái hình ảnh của mình quay, các bạn thấy nó rất là đẹp. Thứ nhất là những cái cung đường nó cong, nó uốn lượn theo vòng vèo theo những cái quả đảo và theo những cái khe của núi đấy, đảo đấy. Thứ hai nữa là cái đến khi mà xong hết thì các bạn mới thấy nó còn đẹp nữa, vì hai bên cái đường mà chỗ đất đỏ các bạn đang nhìn đấy là sau này người ta sẽ trồng toàn bộ những cái hàng cây xanh và hàng hoa ở đấy, tạo lên một cái cảnh quan tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn trên cái thực tế cái video của mình đấy, đảo và biển và đường hòa vào với nhau rất là đẹp đấy các bạn. Mình cũng định là đi dài đến hết cái tuyến đường này, nhưng mà vì cái video trước mình đi rồi, mình làm rồi thì mình cũng chỉ đi một đoạn thôi để mình quay lại xem là cái tiến độ thi công là một. Thứ hai là muốn giới thiệu với các bạn một chút cảnh quan ở đây, vì hôm trước là mình đã đi ra đến tận km số 6 của bên thành phố Cẩm Phả, mình quay suốt tuyến. Thì hiện tại bây giờ thì mình biết là cái con đường thì đã giải nhựa đến hết đến đấy rồi. Cái thứ hai nữa là nó chỉ khác một chút so với đợt trước ấy, là ở giữa cái giải phân cách ấy là đã trồng những cái cây hoa cây cảnh rồi, còn hai bên vỉa hè, hai bên đường ấy, hai bên mép đường ấy là vẫn còn nguyên đất, chưa có làm được một cái gì mới cả. Hôm nay mình cũng muốn truyền tải lại cho các bạn biết về cái tiến độ thi công của cái con đường xuyên đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Thì video của mình làm đến đây nó cũng đủ được những cái mà thông tin để cho các bạn cũng biết thêm rồi. Mình cũng sẽ xin dừng video ở đây, hẹn các bạn ở video sau. Mình lại tiếp tục, nếu mà được thông đường và tiến độ đến đâu thì mình sẽ làm đến đấy. Các bạn xem thấy hay thì ủng hộ cho kênh của mình, kênh Huy Hoàng Hạ Long, một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những clip sau.